Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn thân mến, trong cái video của chuyên mục Tử Vi ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp nữ thời trẻ càng khó khăn, càng nghèo khó thì về già càng giàu, càng phú quý và hạnh phúc. Thì có những cái con giáp vất vả thời trẻ trung, càng về hậu vận sẽ càng được hưởng sự giàu sang phú quý, hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu. Vậy thì đấy là những con giáp nào? Liệu rằng chúng ta có nằm trong top 3 con giáp may mắn này hay không? Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về ba con giáp này. Thứ nhất đấy là tuổi Thân. Tuổi Thân trời sinh đã là một con giáp thông minh, nhạy bén. Người tuổi Thân có khả năng học hỏi rất nhanh. Tuy nhiên, tuổi trẻ của những người tuổi Thân vì tính cách nóng vội, hấp tấp nên dễ hóng việc, công việc và sự nghiệp, vì thế mà bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong chinh phục, gặt hái thành công. Tuy nhiên, trải qua những cái thất bại, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình, người tuổi Thân sẽ bước vào cái thời kỳ trung niên với cái sự tự tin và quyết tâm lớn. Vào thời điểm này, các bạn hoàn toàn có thể phát huy cái khả năng của bản thân, dụng công phát triển cái sự nghiệp. Đây cũng là cái giai đoạn mà người tuổi Thân bùng nổ trong cuộc sống và sự nghiệp, công thành danh toại, giàu sang. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn tính tình vui vẻ thoải mái, họ thích sự thay đổi, không chịu được cái sự gò bó. Đối với họ, một công việc mới mẻ nhiều áp lực thú vị hơn so với một cái công việc có tính ổn định mà nhàm chán. Người tuổi Ngựa không ngại mạo hiểm, họ dám làm những cái việc mà người khác không dám. Họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Nếu tìm thấy được cái thực sự đam mê thì con giáp này có thể làm việc hiệu quả gấp đôi người khác. Còn khi thấy nhàm chán thì họ sẵn sàng thay đổi sang một công việc với cái sự mới mẻ hơn. Cũng chính vì cái điều này mà người tuổi Ngọ thường gặp không ít trắc trở những cái năm tháng còn trẻ. Tính tình có chút bốc đồng khiến bản mệnh khó lòng đưa ra được cái quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, càng có nhiều trải nghiệm, con giáp này sẽ càng trưởng thành. Họ không phải là người thấy khó khăn mà bỏ cuộc. Vốn dĩ, những người như vậy sẽ ngày càng mạnh mẽ. Thành công là điều xứng đáng với những người tuổi này. Chỉ là bản mệnh ít khi đạt được tiền bạc lúc còn trẻ thôi. Theo tử vi, trung niên còn là cái lúc tuổi Ngọ dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. Lòng tốt không ngại giúp đỡ người khác sẽ giúp người tuổi Ngọ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp. Có thể nói từ 40 tuổi trở đi là lúc Ngọ vận trình ngày càng sáng, tiền bạc ùn ùn kéo về. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Dậu. Gà là con vật mà đại diện cho cái sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Theo tử vi thì đây là con giáp được thần tài ưu ái nhiều. Càng về già tài vận càng phát. Người tuổi Dậu nổi tiếng sống thẳng thắn và kiên định, được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Sau khi lập gia đình thì họ còn khiến mọi người ngưỡng mộ về hạnh phúc gia đình mà họ vun đắp được. Những người này rất giỏi chuyện chi tiêu và thường là tay hòm chìa khóa trong gia đình. Theo tử vi, tuổi Dậu hậu vận phú quý phần nhiều là thành quả do người nuôi dạy. Theo tử vi, tuổi Dậu hậu vận phú quý phần nhiều là thành quả do nuôi dạy con cái thành công. Bản mệnh vốn rất chú trọng chuyện con cái gia đình và sẵn sàng dành tất cả thời gian mình để có thể định hướng cho con cái phát triển tốt nhất. Trung niên chính là lúc con giáp này hưởng trái ngọt mà mình đã bao năm vun trồng. Nếu lúc trẻ còn gặp chút chật vật, tuổi Dậu chớ nản lòng mà hãy kiên định bước tiếp con đường mình đã chọn. Thành công sẽ đến với bạn mà thôi. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp nữ thời trẻ càng khó khăn nhưng về già thì lại phú quý hạnh phúc. Đó là những con giáp mà tuy rằng là vất vả ở thời trẻ nhưng mà càng về hậu vận thì sẽ càng được hưởng cái sự giàu sang, phú quý và hạnh phúc xung vầy bên con cháu. Và chúng ta cũng đã biết được là chúng ta có nằm trong ba con giáp này hay không. Thứ nhất đấy là con giáp tuổi Thân, tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Và cũng xin được chúc mừng những
Bạn mà nằm trong danh sách 3 con giáp này và chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.